Xin chào mọi người, mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người cái mẫu HP Dragonfly ha. B212 là mã mình đặt cho máy. Cái con máy này á thì nó là i5 Gen 8, RAM 8 và SSD 256 nha mọi người. Cái dòng cho dành cho văn phòng á rất gặp cảm ứng. Máy thì mình thấy cũng tương đối là đẹp. Loa thì nghe hay, chất lượng sáng trưng luôn, viền full ha, có thể xoay ngang xoay dọc và sử dụng bút ok ha. Đây là mọi người nè, đó rất là thuận tiện mình sử dụng, giống như máy tính bảng, vừa nhẹ vừa chất lượng, mẫu vừa sang trọng đẳng cấp nữa. Cái này thì màn hình này là 13.3 inch nha, càng viền nhìn rất là đẹp mọi người. Phím là lát phím rồi đầy đủ, màu xanh chuẩn của Dragon mà mình thấy là ở bên trong này khá là đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Giờ mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái cấu hình nha, rồi quay sơ cái ngoại hình bên ngoài và mình báo giá. Cái này thì vẽ rất là tiện luôn mọi người, chỉ có những cái dòng mà gặp cảm ứng là đôi lúc nó hỗ trợ bút như thế này, mình vẽ những cái nét mịn hoặc là vẽ vời, đôi lúc con cái học hành hoặc cái công việc mỗi người cần phải có sử dụng bút, cần thì vẽ, thì là cái dòng này là quá ok. Làm cái laptop vừa làm cái máy tính bảng mà to 13.3, vừa nhẹ vừa sang vừa chất lượng đó. Độ phân giải màn hình là Full HD. Cấu hình nè, i5 Gen 8, RAM 8, Elite Dragonfly ha. SSD là 256 GB, mọi người có thể nâng cấp lên 512 1T gì đều được. Cái trên cái màn hình thì mình thấy khá là đẹp, mình thấy mình soi rõ, mình soi kỹ, mình thấy chút xíu xíu ở đây thôi rất là khó thấy luôn, hơi phản quang một chấm rất là nhẹ. Cái này thì không hề ảnh hưởng gì cho mọi người, nó cũng hơi khó thấy, nhưng mà bởi vì là view sao và thấy như thế nào thì mình sẽ báo rõ ràng như vậy. Nó mặc dù nó không ảnh hưởng gì hết trơn á, nhưng mà có phản quang một chút xíu xíu, đôi lúc lỗi sản xuất hay gì đó nó cũng phản quang nhỏ, khó thấy là cái chuyện bình thường mọi người ha, không hề ảnh hưởng gì. Nhưng mà thấy thì phải báo rõ ràng như vậy, và chắc chắn là nó có phản quang một chút xíu thì nó cũng sẽ rẻ hơn cái con không có phản quang rồi. Thấy thì ok, vỏ này cũng có thể gọi là tương đối đẹp, mình không thấy bị trầy tróc, càng ra ngoài sáng thì nó càng đẹp. Như những cái video mà trước đây mình từng view ha, kèm bút cảm ứng vô đây là nó hít như thế này của HP luôn. Các ngõ kết nối, cái đây thì USB nè, cái này là nút nguồn nha, màu xanh đây, đẹp nha mọi người. Phía bên này sạc sạc tai si, ngõ hai cái tai si sấm sét nè, HDMI USB, sang trọng. Cầm cái máy ra ngoài đường làm việc hay làm gì dở lên thôi đã sang trọng rồi mọi người. Cái con này thì ở phía sau của nó như thế này, cái chỗ này là nó cái cao su á mọi người, cái dòng này cái cao su nó hay bung á, cái cao su thì nó chốc chốc ra luôn. Mới nãy thì có một cái video vừa xong luôn của con này 212, con 211, mới nãy mình dán mình thấy nó hơi xấu, mình thấy ghét quá mình cắt luôn. Đây nè, vừa cầm cái kéo cắt luôn, nó hơi lòng thòng ra ngoài. Nếu mà mọi người mình gửi nguyên cái này, ai thích dán dán, còn thôi mình thì thôi khỏi, nó cũng chẳng ăn thua gì đâu, cái phần cao su thôi mà nó kê thôi, để mình đặt xuống nó không có rụt rịch thôi, chứ đâu có ảnh hưởng gì đâu, nó vẫn còn nhiều, mình cắt ra cho nó đỡ lòng thòng, dán vô thì nó hơi xấu đó vậy ha. Và B212 là mã mình đặt cho máy này, mình báo giá mọi người là giá cực kỳ tốt luôn. Dragonfly hiện nay là giá tốt nhất từ trước tới giờ mà chưa giờ view vậy, trừ những cái con mà nó xấu quá view xả thì không nói thôi, còn cái này đó là cái này thì là giá là quá ok mọi người, chỉ có 7 triệu rưỡi thôi, nó rẻ như Elite X360 mà đây là dòng Dragon nên là nó chất lượng hơn nhiều. Ai chốt thì inbox mình ha. Chỉ có 7 triệu rưỡi thôi mọi người. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code nè. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng là thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Giá quá ok. Cảm ơn mọi người nhiều.